chẳng hạn, đúng không? Có thể là ở đây chúng ta không có tính một khách hàng, nhưng mà chúng ta cũng có thể tính một nhóm khách hàng, nhưng mà cái cách tính và cái cách hiểu nó sẽ tương tự như nhau. À, thì cái giá trị vòng đời khách hàng này chính là cái giá trị mà một khách hàng hoặc là một nhóm khách hàng chi trả cho sản phẩm của công ty mình suốt cả cuộc đời của họ. À, cho nên gọi là chu kỳ đời sống tiêu dùng, tức là cả một cái khoảng thời gian họ sẽ theo đuổi, họ sẽ mua hàng của mình. À, ví dụ và khi mà chúng ta nói tới là suốt vòng đời của họ, suốt cái cuộc sống, cái đời sống tiêu dùng của họ, vậy thì đối với mỗi sản phẩm như vậy mình sẽ xác định khác nhau. Ví dụ bây giờ bảo là à, bây giờ đời sống một chu kỳ sống của con người trung bình là sống bao nhiêu tuổi? À, hiện tại là cái tuổi thọ trung bình nó là 70 rồi chứ không phải 60 nữa, đúng không ạ? Bạn tính là 70 à? Không phải. Ví dụ như bây giờ các bạn tiếp cận vào một khách hàng, với một khách hàng à, vào năm 20 tuổi, năm họ 20 tuổi, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà các bạn bán một cái sản phẩm mà họ có thể liên tục sử dụng cho tới khi chết, thì chúng ta có thể tính là à, trung bình sống 70 năm, vậy giờ 20 tuổi nữa còn 50 năm nữa. Nhưng cái ngành hàng mà các bạn đang kinh doanh đó, đúng không? Cái ngành hàng mà các bạn đang kinh doanh đó, nó không phải là họ sử dụng mãi cho tới khi họ chết, mà họ sử dụng trong cái một khoảng thời gian nào phù hợp với độ tuổi của họ thôi. Ví dụ như họ sử dụng cái sản phẩm đó tới độ 40 tuổi thôi, thì chỉ còn 20 năm nữa thôi. À, chúng ta phải xác định cái điều này ha các bạn ha, để chúng ta tính toán cho nó đúng. Chúng ta quy về cái giá trị hiện tại nó cho nó đúng. Thì để mà chúng ta có được cái giá trị lâu dài của khách hàng, cái CLV này đó, thì chúng ta phải có thật nhiều khách hàng trung thành. Đầu tiên chúng ta phải có khách hàng trung thành, tức là họ phải sử dụng sản phẩm của chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong suốt quá trình mua, lặp đi lặp lại của họ trong cái vòng đời sống hoặc là cái vòng đời tiêu dùng, thì chúng ta mới kiếm được cái giá trị lâu dài này. À, cho nên là để mà có được cái giá trị này, khai thác được giá trị này, thì chúng ta phải có CRM, chúng ta phải quản trị quan hệ khách hàng, chúng ta phải giữ chân khách hàng, đúng không? Mà chúng ta phải biến cái lead thành cái active customer, tức là những khách hàng trung thành cho doanh nghiệp. À, và khi mà chúng ta tính toán được cái CLV này đó, thì doanh nghiệp của chúng ta có thể xác định ra được là cái nhóm khách hàng hoặc là khách hàng nào sẽ mang lại cái giá trị tiêu dùng cho chúng ta cao nhất, để chúng ta có cái chương trình hoặc là tập trung theo đuổi, theo vết những cái khách hàng đó để hoạt động cho nó hiệu quả. Đó là cái khái niệm, cô nhắc lại cái khái niệm cách hiểu về cái CLV ha. Thế thì làm thế nào để chúng ta tính toán được cái CLV này? Thì để tính toán cái CLV này đó, thì chúng ta sẽ phải tính xác suất khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của công ty trong tương lai theo từng thời kỳ là bao nhiêu. Tức là chúng ta sẽ tính toán dựa trên cái khách hàng hiện tại đã mua rồi, chúng ta có cái dữ liệu của họ rồi, thì chúng ta có thể tính được, đoán được. Thứ hai là chúng ta phải xác định cái tỷ suất lợi nhuận gộp trên cái giao dịch đó theo từng thời kỳ. Chi phí phục vụ khách hàng ở từng thời kỳ là bao nhiêu? Chi phí để có được khách hàng đối với khách hàng mới. Rồi chúng ta sử dụng một cái tỷ lệ chiết khấu để mà chúng ta tính cái tỷ suất lợi nhuận trong tương lai cho cả hai loại khách hàng. Và chúng ta tính cái tỷ lệ chiết khấu này có thể là theo lãi suất của ngân hàng, đúng không ạ? Tại vì đồng tiền mất giá theo theo thời gian mà, cho nên chúng ta tùy theo các công ty người ta có thể là có cách tính riêng. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể áp dụng tính theo cái lãi suất của ngân hàng, cũng là một cách để mà chúng ta lấy cái tỷ suất nó tương đối ha. Thì ở đây khi mà tính toán cái CLV này đó, thì chúng ta không nên chỉ tính cái giá trị doanh thu tương lai, mà phải tính đến cái ảnh hưởng của truyền miệng, tức là cái mối quan hệ mà chúng ta khai thác được từ những khách hàng này. Thì chúng ta có thể tính được ở đâu ạ? Tính được từ cái khả năng chúng ta tìm được khách hàng mới thông qua mối quan hệ, thông qua cái sự ảnh hưởng của khách hàng này, thì chúng ta phải xác định được cái sức ảnh hưởng của khách hàng này, cái sức lôi kéo hoặc là cái khả năng giới thiệu khách hàng mới từ một khách hàng cho chúng ta. Thì để mà chúng ta tính toán được cái CLV này, thì những cái công ty họ phải có khả năng dự đoán được, tức là dự báo được cái hành vi mua khách hàng.
đúng không? Bởi vì mà mình phải tính được là khách hàng sẽ mua sản phẩm của công ty trong tương lai theo thời kỳ là bao nhiêu, mà chúng ta phải dự đoán dựa trên các cái dữ liệu đã có, rồi là chi phí và giá cả sản phẩm dịch vụ, không không những là ở thời điểm hiện tại mà ở trong tương lai nữa. Ví dụ bây giờ trong vòng 5 năm đầu thì cái sản phẩm mình cung ứng cho họ là giá 5 triệu, nhưng mà 5 năm sau mình lên giá là sao, thì mình phải tính cái tỷ lệ đó nữa thì cho nó đúng, rồi là phải xác định cái chi phí thu hút và giữ chân khách hàng theo từng cái giai đoạn nữa nha. Thì ở cái phần mà tính cái COV này đó thì các bạn có thể tìm thấy nhiều cái cách tính ha, nhiều cái cách tính khác nhau. Thì cái chỉ số mà COV này á, một số các cái tài liệu khác đó, thì các bạn thấy nó sử dụng là LLV, thì thực ra nó cũng là một cách thôi, một 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 chỉ số thôi. Thì cái chỉ số này nó sẽ phụ thuộc nhiều vào các cái yếu tố khác, ví dụ như là hoạt động marketing của chúng ta, hoạt động bán hàng, những cái nỗ lực về chăm sóc khách hàng, vân vân đó. Thì chúng ta có các cái cách tính khác nhau, ví dụ như là cái cách tính đơn giản ha, đây là customer lifetime value ha, hoặc là một số nơi thì các bạn thấy là gì ạ, nó đề cái từ này cũng là nó ha, thì là nó chỉ là cái gì các bạn, cái này là nó viết tắt của value thôi ha, nhưng mà nó là một cái chỉ số nha các bạn nha. Các bạn lưu ý giùm cho cô, không thôi thôi đọc những cái tài liệu khác hoặc là một số những cái nơi khác thì các bạn lại không biết nó là cái gì, thì đây là một cái thôi. Thì cái thứ nhất là chúng ta sẽ tính cái giá trị vòng đời lịch sử sử mua hàng đó các bạn, ở đây là mua hàng đó, thì nó rất là dễ. Thì chúng ta thấy là cái CLV này nó sẽ bằng cái giao dịch ha, giao dịch một cộng giao dịch hai, tức là những cái số liệu, những cái giao dịch này là chúng ta đã lưu trữ hết rồi đó các bạn. À, chúng ta lưu trữ ở trong cái phần quản trị quan hệ phần mềm hết rồi nha, hoặc là hóa đơn gì đó vân vân, cộng hết lại, cộng với lại là gì các bạn, giao dịch n cộng với giao dịch thứ n nhân với lại là, ở đây chúng ta sẽ nhân với cái tỷ suất lợi nhuận trung bình. Ở đây ví dụ như là các bạn có thể tính được là gì ạ, một năm khách hàng mua một lần đúng không, một năm khách hàng sẽ lấy một đơn hàng một lần, tính gì cho nó dễ đi ha. Thì một đơn hàng của các bạn sẽ dự đoán là trong quá trình mua từ trước đúng không ạ, ví dụ như là trung bình các bạn tính là 5 năm trước trung bình là mỗi năm họ mua 1 triệu, 1 triệu 2 gì đó, thì các bạn quy ra là trung bình là 1 triệu mốt chẳng hạn. Vậy thì trong tương lai cái khả năng nó có thể tăng hay không hay vẫn giữ cái mức đó, thì các bạn sẽ khai thác xem và xác định xem thử là cái vòng đời của họ còn bao nhiêu năm. Chúng ta cộng hết lại, ví dụ còn 10 năm cộng lại ra được 1 triệu mốt nhân với 10 ra 110 triệu đúng không ạ? Nhân với tỷ suất lợi nhuận trung bình nó sẽ quy ngược ra lại là cái giá trị mà các bạn có thể khai thác được trong cả cái vòng đời khách hàng này là bao nhiêu. Thì cái tỷ suất lợi nhuận trung bình này nó có tác dụng là gì ạ? Nó có tác dụng, nó sẽ giúp bọn chúng ta quy được cái số tiền trong tương lai về cái giá trị hiện tại. Cách thứ hai nó khó hơn chút xíu nha các bạn ha. Cách thứ hai là chúng ta có thể tính theo cái việc là dự đoán giá trị vòng đời khách hàng. Thì cái công thức này nó tính như thế nào, nó phức tạp đúng không ạ, nó rất là phức tạp.
sẽ bằng này nhân cho tôi cũng sẽ giải thích cho các bạn nó là cái thứ gì ha, rồi lại nhân với lại là ALT thì cái T này đó là số giao dịch trung bình hàng tháng hoặc là hàng năm. Cái AOV là cái giá trị trung bình đơn hàng. Cái APM là cái tỷ suất lợi nhuận trung bình. Và cái ALT là cái tuổi trung bình của khách hàng. Đó, chúng ta phải sẽ phải gì dự đoán những cái này ha các bạn ha. Chúng ta sẽ phải dự đoán các cái con số này thì nó phức tạp hơn rất là nhiều so với cái công thức ở trên. Thì các cái chỉ số này đó thì các bạn thấy là chúng ta sẽ tính cái giá trị mua hàng trung bình, đúng không ạ? Cái giá trị mua hàng trung bình thì nó sẽ bằng tổng doanh thu chia cho số lượng đơn hàng rồi, đúng không ạ? Ví dụ như là mình có 100 đơn hàng với trị giá là 100 tỷ đồng chẳng hạn, thì cái AOV của khách hàng này đó là sẽ bằng 100 tỷ chia cho 100 thì sẽ bằng 1 triệu đồng. À, thì là thực ra là chúng ta lấy tổng cái số rồi chúng ta chia ra ha. Cái tần suất mua hàng trung bình á, cái giá trị trung bình đơn hàng này, tỷ suất lợi nhuận trung bình này, thì chúng ta cũng phải tính ra được cái lợi nhuận trung bình trên tổng số cái đơn hàng đó của khách hàng đó là bao nhiêu, rồi tính cái tuổi trung bình của khách hàng. Thì cái tuổi trung bình của khách hàng như hồi nãy cô nói với các bạn đó, chúng ta phải như thế nào, chúng ta phải xác định xem thử là khách hàng của chúng ta đó, cái tuổi đời của họ, cái tuổi đời nó sẽ khác với cái tuổi trung bình mua hàng của khách hàng, đúng không ạ? Các bạn có thể là mua báo mực tím trong cái giai đoạn mà các bạn ở cái độ tuổi teen thôi, nhưng các bạn trưởng thành, các bạn làm sinh viên, các bạn không đọc đọc báo mực tím nữa, thì là cái vòng đời của chúng ta nó sẽ khác, nó chỉ có vài năm nó thôi, chứ không phải là chúng ta tính trọn cái cuộc đời được. Rồi ví dụ như một cái đứa trẻ con nó uống sữa chẳng hạn, thì trong vòng bao nhiêu năm nó sẽ lớn, nó uống cái loại sữa là dành cho trẻ em từ 1 tới 5 tuổi, thì trên 5 tuổi nó không uống loại sữa đó nữa rồi. Như vậy thì khi mà chúng ta tiếp cận được với khách hàng đó thì chúng ta phải biết là gì ạ? Cái khách hàng nó hiện tại đó là họ còn bao nhiêu năm nữa thôi, chứ không phải là chúng ta sẽ tính toán là trên tổng cái thời gian sống của họ. Này, chúng ta lưu ý cái này, thì cái cách tính này thì để giới thiệu cho các bạn biết thôi ha, chứ không có bắt các bạn phải tính. Rồi, vậy thì cái lý do vì sao khách hàng muốn tạo mối quan hệ với nhà cung cấp này, thì khi mà chúng ta nói tới cái mối quan hệ thì cả hai bên cùng có lợi, đúng không ạ? Thì tất nhiên là doanh nghiệp sẽ muốn tạo mối quan hệ với khách hàng, bởi vì chúng ta muốn lưu giữ khách hàng, chúng ta muốn có tiền mà. Nhưng mà bây giờ khách hàng cũng phải thấy được cái giá trị của mối quan hệ đó, họ muốn tham gia vào đó, họ có lợi ích gì trong mối quan hệ đó. Thì thông thường á, thì chúng ta sẽ chú trọng vào những cái lý do như sau. Thứ nhất là độ phức tạp của sản phẩm, tức là chúng ta có thể cung cấp cho họ một cái sản phẩm mà có một cái độ phức tạp hoặc là đáp ứng được một cái mức độ yêu cầu cơ bản nào đó phù hợp với khách hàng mà khách hàng không thể tìm được ở nơi khác. Rồi đối với B2B á, thì cái ý nghĩa chiến lược của sản phẩm, đúng không? Cái ý nghĩa chiến lược của sản phẩm là gì? Ví dụ như là chúng ta có thể là cung cấp nguyên liệu thô cần thiết cho một nhà sản xuất với quy trình liên tục và rủi ro hiệu suất thì thấp chẳng hạn. Đó là ý nghĩa chiến lược của sản phẩm. Yêu cầu về dịch vụ, ví dụ như là
Khi các bạn mua một sản phẩm chẳng hạn, tại sao các bạn mua một cái hàng điện tử, ví dụ một cái máy in, một cái tivi hoặc một cái lò gì đó để các bạn sử dụng ở trong nhà của bạn, thì các bạn sẽ cân nhắc cái việc là các bạn mua qua mạng hay các bạn mua ở trung tâm điện máy. Bởi vì các bạn còn có một cái đoạn là sau khi mua những cái yêu cầu dịch vụ nữa, khi mà cần bảo dưỡng hoặc là sửa chữa hoặc là bảo hành gì đó vân vân, rủi ro gì đó trong quá trình sử dụng mà bị hư hỏng á, thì các bạn vẫn phải được bảo trì theo cái chính sách. Như vậy thì khi mà các bạn mua hàng online hoặc là các bạn mua một cái nơi mà họ không có chuyên nghiệp, họ không phải là cái trung tâm điện máy đó, thì khả năng là họ sẽ vứt các bạn giữa đường. Tức là sản phẩm các bạn hư là họ sẽ không có những cái người thợ sửa chuyên nghiệp, không có những cam kết quan trọng, các bạn cũng không biết làm sao để gửi hàng đi sửa, vân vân. Thì các bạn sẽ gì ạ? Muốn tạo mối quan hệ với một cái nhà cung cấp mà họ đáp ứng được những cái yêu cầu dịch vụ sau mua hàng của các bạn. Đúng không ạ? Rồi cái chi phí mua hàng nè. Thì ví dụ như là những cái giao dịch mà mua mà đặc biệt tốn kém á, thì cái chi phí mua hàng, cái chi phí mua hàng này không phải là cái chi phí tính là cái chi phí của sản phẩm đâu các bạn, mà nó tổng chi phí mà khách hàng bỏ ra. Đúng không ạ? Tổng chi phí mà khách hàng bỏ ra khi mà họ muốn sở hữu cái sản phẩm đó. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn mua một cái gì đó, một cái chiếc ô tô hoặc một cái thiết bị máy móc gì đó từ ngoài Hà Nội vào trong Đà Lạt. Cái số tiền các bạn bỏ ra là 50 triệu đồng cho cái hệ thống máy móc thiết bị này, nhưng mà rất là to và rất là cồng kềnh, hàng siêu trường siêu trọng, và các bạn cần phải vận chuyển từ Hà Nội vào đây, và cái chi phí vận chuyển đó của các bạn nó tốn cho các bạn 10 triệu 20 triệu nữa, đúng không ạ? Chất rủi ro về về vận chuyển và cái chi phí về tài chính các bạn nó tăng lên, chứ không phải chỉ là cái chi phí các bạn bỏ ra cho cái món hàng không thôi đó. Thì khi mà các bạn có một mối quan hệ với nhà cung cấp nào đó rồi, thì cái chi phí mua hàng nó sẽ giảm bớt xuống khi mà có cái sự tương hỗ qua lại, hoặc là quen rồi cái nhà cung cấp đó họ sẽ có cái đầu mối cung cấp cho các bạn là một cái thiết bị hoặc một cái nhà xe hoặc là cái phương tiện nào đó có thể vận chuyển một cách an toàn và nhanh chóng tiện lợi cho các bạn từ Hà Nội vào trong Đà Lạt với một chi phí là chỉ có 3 triệu hoặc 5 triệu thôi đó. Thì chúng ta sẽ phải bị phụ thuộc vào đó. Bây giờ các bạn muốn đổi nhà cung cấp lắm, nhưng nếu đổi nhà cung cấp các bạn phải phát sinh thêm 15 triệu tiền vận chuyển nữa. No no, tôi không đổi đâu, đúng không ạ? Rồi cái vấn đề là có đi có lại nữa. À, đặc biệt là trong cái quan hệ B2B ấy, thì có đi có lại nó rất là quan trọng nè. Ví dụ như là các bạn làm về kiểm toán tài chính ha, thì các bạn sẽ muốn có một cái mối quan hệ chặt chẽ, tốt đẹp với một cái công ty tư vấn quản lý để mỗi bên đều được hưởng cái sự giới thiệu của bên kia, đúng không ạ? Các bạn thấy đơn giản là gì? Các bạn đi khám bác sĩ đúng không? Xong các bạn cần đi siêu âm, thì bác sĩ này sẽ viết một cái tờ giấy giới thiệu cho các bạn là các bạn hãy đi siêu âm, nhưng mà các bạn hãy lên cái phòng khám nó để siêu âm, đúng không ạ? Rồi là cái phòng khám và cái cung cấp dịch vụ đó có thể là cung cấp sản phẩm, nó có thể là cung cấp một cái gì đó thuốc men hay các thiết bị y tế gì đó cho cái ông bác sĩ này luôn chẳng hạn. Tức là có đi có lại về cái phương diện kinh doanh của mình, thậm chí là các cái mối quan hệ giới thiệu khách hàng cho nhau nữa đó. Cho nên là đó là những cái lý do vì sao mà khách hàng cũng muốn tạo mối quan hệ với doanh nghiệp chứ không phải chỉ riêng doanh nghiệp. À, vậy thì các bạn thấy là tất nhiên là trong một cái mối quan hệ mà để tạo dựng được mối quan hệ thì cả hai bên cùng muốn tham gia một mối quan hệ đó. Tuy nhiên là cũng có trường hợp chúng ta sẽ bị mất khách hàng, đúng không? Tức là giai đoạn giải tán đó, giai đoạn không chơi nhau nữa. Thì giai đoạn đó là giai đoạn khách hàng không muốn tạo mối quan hệ với nhà cung cấp hoặc không muốn tạo mối quan hệ với nhà cung cấp nữa. Giai đoạn giải tán thì đó là có những lý do gì? Thứ nhất là bị phụ thuộc. Tức là khi mà các bạn mua như vậy thì các bạn sợ là nhà cung cấp có thể là hành động theo cơ hội ấy. Đặc biệt là trong cái vị trí ưu tiên ấy. Ví dụ như là các bạn chỉ có một nguồn cung ứng đó thôi, thì trong cái trường hợp dịch hay gì đó mà nguồn hàng khan hiếm ấy, thì mình cũng lo sợ là có thể là bị đứt hàng, hoặc là họ độc quyền phân phối như vậy liệu họ có làm giá tăng không, rồi mình cũng sợ là giảm cái tính linh hoạt trong lựa chọn các nhà cung cấp thay thế để mình bị phụ thuộc vào họ ấy. Rồi là
mất những cái quyền kiểm soát về các cái yếu tố về chọn lựa sản phẩm hoặc là giá cả. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ có một mối quan hệ thì nó sẽ trở thành độc quyền. Thì ở độc quyền thì các bạn đã học ở trong các cái môn khác về 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 các cái mối quan hệ về trong kinh doanh rồi, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy được những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của nó. Thì cái vấn đề về sợ phụ thuộc là một trong những vấn đề mà khách hàng có thể là một tới một giai đoạn nào đó họ sẽ không trung thành với mình nữa, tức là họ sẽ tìm kiếm đa dạng các cái giải pháp hơn. Cái thứ hai là thiếu giá trị nhận thức trong mối quan hệ. Thì khách hàng ở đây thì khách hàng họ họ không có niềm tin, tức là họ không tin rằng họ sẽ được một cái lợi ích gì đó khi mà họ tham gia vào mối ở quan hệ. Tức là ví dụ như là họ không tin được rằng là mua chỗ đó thì được sẽ hỗ trợ về cái chi phí vận chuyển mà họ sẽ trước giờ họ được hỗ trợ rồi, cho nên họ không nghĩ rằng là cái tiền vận chuyển lại mắc như vậy, đúng không ạ? Tức là họ thiếu về cái giá trị nhận thức về cái lợi ích trong một mối quan hệ nào đó. Nói cách khác đi là họ không cảm nhận được cái giá trị thêm vào khi mà họ giao dịch với cái doanh nghiệp của mình hoặc là từ sản phẩm dịch vụ. Thứ ba là cái điều này quan trọng là thiếu niềm tin vào nhà cung cấp, tức là sản phẩm không phù hợp nè, rồi là làm ăn không có uy tín nè, giao hàng không có đúng hạn nè, rồi vân vân. Hoặc là trong cái quá trình tương tác nó xảy ra một số những cái vấn đề gì đó mà làm giảm đi cái niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp chẳng hạn. Đó thì nó cũng tạo ra cái thiếu niềm tin này và khách hàng có thể sẽ rút lui. Khách hàng thiếu định hướng vào mối quan hệ. Tức là không phải khách hàng nào cũng có một cái xu hướng hoặc là muốn xây dựng một cái mối quan hệ nó như nhau. Và một số khách hàng thì họ muốn mua bán nó mang cái tính giao dịch cao hơn. Hoặc là khách hàng của chúng ta tìm kiếm, tức là cái nhóm khách hàng mà tìm kiếm các cái giá trị lợi ích ngắn hạn mà không có nhìn thấy cái lợi ích trong mối quan hệ dài hạn. Ví dụ như là một số nhà bán lẻ họ đưa ra chính sách mua hàng với cái chiết khấu cao, thì đây là một cái hoạt động mà nó thích hợp với cái việc kinh doanh giao dịch thay vì mối quan hệ. Tức là khách hàng sẽ tìm kiếm những cái deal nào nó gọi là mang lại lợi ích cho mình ở nhất thời trước cái đã, miễn sao giá thấp, miễn sao chiết khấu cao trước cái đã. Còn cái việc đó là có làm ăn được ổn thỏa lâu dài, cái việc chiết khấu đó nó có trải dài xong suốt cái quá trình hay không thì họ không quan tâm. Đó là thiếu định hướng quan hệ. Và cái thứ năm là sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Thì cái này á thì các bạn thấy là nghe thì không vấn đề gì, nhưng mà trong thực tế nó ảnh hưởng rất là lớn. Đó là các bạn thấy cái công nghệ hiện nay nó ảnh hưởng tới rất là nhiều các ngành, và nếu như doanh nghiệp của chúng ta mà không thay đổi kịp thời và không có cái tầm nhìn để mà chúng ta bắt kịp cái xu hướng đó, thì rất có thể là sản phẩm của chúng ta không còn phù hợp nữa, thì khách hàng của chúng ta cũng bỏ chúng ta mà đi. Tức là khách hàng của chúng ta có thể bỏ lỡ những cái phát triển mới có sẵn, đúng không ạ? Bỏ lỡ đi những cái phát triển mới, tức là khách hàng có thể bỏ lỡ, họ không bắt kịp. Hoặc là doanh nghiệp của chúng ta có thể bỏ lỡ một cái công nghệ nào đó mà khách hàng muốn, thì họ có thể là chuyển qua cái nhà cung cấp khác để có thể phục vụ cái nhu cầu đó. Thì hiện nay cái công nghệ nó ví dụ đơn giản như các bạn các bạn mua hàng trên mạng thôi, đúng không ạ? Các bạn vào một cái trang web hoặc vào một cái Facebook, các bạn hỏi các bạn mua, xong rồi các bạn có một cái mã giảm giá ở trên Shopee á, và các bạn muốn bây giờ gửi cho các bạn cái link Shopee để các bạn mua, để các bạn được free ship hoặc là các bạn được được trừ tiền gì trên đó. Nhưng mà cửa hàng của cô là không có gian hàng trên Shopee và không có cung cấp cho các bạn được cái link như vậy, thì các bạn sẽ không mua hàng ở chỗ cô nữa, mà các bạn tìm một cái nơi khác họ có link qua cái app đó là Shopee để các bạn mua, đúng không ạ? Thì đó là một cái ví dụ cho việc là cô không thích nghi được với cái sự thay đổi trong cái công nghệ này. Thì thật ra là các bạn kêu ô thì dễ, đúng không ạ? Thì mình tạo một tài khoản Shopee. Thế nhưng mà các cái doanh nghiệp hiện nay nó đang ở cái giai đoạn chuyển đổi giữa cái thời là công nghệ và không công nghệ, cho nên là rất nhiều các cái nền tảng nó bị thiếu, cho nên là đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó, vậy thì là khi mà chúng
ta hiểu được cái giá trị đời sống của khách hàng rồi đó, đúng không ạ? Và hiểu được là vì sao khách hàng muốn tham gia vào mối quan hệ và khi nào thì khách hàng không muốn tiếp tục cái mối quan hệ nữa, để chúng ta có thể quản lý được cái mối quan hệ lâu dài với khách hàng để có được cái CLV đó. Vậy thì để mà tạo được cái giá trị cho khách hàng và quản lý được cái đời sống tiêu dùng thì chúng ta phải hiểu được cái giá trị từ phía khách hàng. Thì cái giá trị từ phía khách hàng là gì ạ? Là đầu tiên là lợi ích về kinh tế, tức là giá thấp, đúng không ạ? Giá thấp phù hợp với túi tiền, phù hợp với sản phẩm, là những gì khách hàng muốn ở một cái sản phẩm dịch vụ nào đó, cái lợi ích mà sản phẩm dịch vụ đem lại cho họ, cái vấn đề của họ được có được giải quyết thông qua cái sản phẩm của mình hay là không, chất lượng thì phải tương xứng với mức giá mà khách hàng trả. Và đó là tất cả những cái gì mà khách hàng có được từ việc bỏ ra mọi chi phí để có được một cái món hàng. Vậy thì kết luận lại là khách hàng sẽ quan tâm tới cái chi phí mà khách mà mình bỏ ra, và cái chi phí này đó thì các bạn phải hiểu là tất cả những gì mà khách hàng bỏ ra để sở hữu cái sản phẩm đó, thậm chí là gì, sử dụng cái sản phẩm đó trước khi sở hữu cái sản phẩm đó nữa chứ. Các bạn đi tìm kiếm một cái sản phẩm để các bạn mua, bây giờ các bạn đi mua chiếc ô tô đúng không ạ, ô tô cũ, cho nên là các bạn không phải là chỉ đi tới cái showroom để các bạn tìm nữa, mà các bạn phải đi từ chỗ này đi qua tới chỗ kia mất cả một tuần như vậy để mà các bạn đi tìm, các bạn xem những cái xe để các bạn mua. Thì đó là chi phí trước khi mua đó, chi phí tìm kiếm đó. Rồi cái chi phí mua này, chi phí sở hữu này, chi phí sử dụng này, đúng không, chi phí tiêu dùng này, thậm chí là cái chi phí mà các bạn bỏ đi cái sản phẩm đó nữa, họ rất là quan tâm tới cái chi phí đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu một cái nội dung nữa, đó là chi phí của khách hàng, total cost of ownership hay còn gọi là TOC á. Thì nó song song với cái giá trị tiêu dùng á, thì nó sẽ có một cái chi phí về về tiêu dùng, cái vòng đời chi phí về tiêu dùng. Thì hồi nãy như cô nói với các bạn đó, gọi là chi phí trọn đời, cái lifetime cost thì gọi là chi phí trọn đời, đúng không ạ? Short này, chi phí mà các bạn đi tìm kiếm này, chi phí mua hàng các bạn cũng dùng thời gian tiền bạc đúng không, ownership các bạn phải sở hữu, các bạn consumption, các bạn yield, các bạn tức là các bạn sử dụng tiêu dùng. Bây giờ các bạn mua một sản phẩm về, các bạn phải quan tâm tới cái việc vận chuyển đúng không, cái việc các bạn mua về nó có tốn điện nhiều của các bạn không, nó có xảy ra rủi ro gì không, cái chi phí vận hành. Bây giờ là các bạn hết pin, các bạn phải mua viên pin bao nhiêu, cái sản phẩm này pin của nó mua viên 100.000, tại vì không thể có thêm pin khác thay thế, không thể sử dụng những cái loại pin bình thường được, thì rõ ràng là cái chi phí mà các bạn sử dụng tiêu dùng nó rất là mắc rồi còn gì nữa, phải cân nhắc về cái điều đó. Rồi ở Việt Nam của chúng ta thì khi mà các bạn không xài được bạn vứt bãi rác đúng không ạ, ông nói gì, nhưng mà ví dụ như trong công nghiệp đúng không ạ, các bạn trong B2B á, thì các bạn mua một hệ thống máy móc thiết bị, các bạn còn tính toán cái việc mà khi mình không sử dụng nữa nó thì mình làm gì với nó, tại vì một cái hệ thống như vậy rất là bự, các bạn không thể bưng ra cái bãi rác bạn bỏ vào nó được, cái ô nhiễm môi trường các bạn bị phạt ra. Rồi một số các nước tiên tiến khác, ví dụ như ở Nhật Bản chẳng hạn, thì khi mà các bạn sử dụng xong các bạn không có được, ví dụ hàng điện tử các bạn không có được đem ra ra mà các bạn vứt bãi rác đâu, ô nhiễm môi trường các bạn bị phạt. Vậy thì cái chi phí mà các bạn thải bỏ đó nó có hay là không, mà tốn của các bạn bao nhiêu nữa. Nào, thì cái chi phí mà trong suốt cái TCO của các bạn đó, nó gồm có chi phí về tài chính, chi phí về tinh thần, là chi phí về công sức của các bạn. Và người tiêu dùng quan tâm tới tất cả những loại chi phí này. Như vậy thì chúng ta phải quan tâm tới những chi phí này để đưa ra những cái giải pháp giúp khách hàng giảm chi phí. Đúng không ạ? Và khách hàng làm thế nào để giảm chi phí của mình? Giảm cái lifetime cost này, tức là họ phải làm việc với những nhà cung cấp có uy tín này, có những cái chính sách bảo hành tốt này, để sau cái quá trình purchase của họ ra thì cái giai đoạn ownership, yield, consumption của họ nó phải tiết kiệm được chi phí, đúng không ạ? Còn để mà giải quyết được hoặc là giảm đi những cái rủi ro này đó thì họ cũng có thể là hoãn hoặc là dừng mua, rồi là thảo luận đàm phán với nhà cung cấp về hợp đồng, rồi đàm phán về giá. Tức là nếu như họ cảm thấy chi phí cao quá họ không mua luôn. Còn thứ hai nữa là gì ạ? Họ trả giá, đúng không ạ?
họ trả giá, hoặc là họ trả giá về những cái vấn đề khác ngoài giá. Rồi họ làm gì nữa? Họ mua các cái thương hiệu nổi tiếng để có được cái sự an tâm, đúng không? Rồi là cái an tâm này đó thì cũng là một cái chi phí về tinh thần. Rồi tìm kiếm thông tin từ các chương trình truyền thông, là chúng ta phải quan tâm tới truyền thông ở những cái điểm tiếp xúc nào. Rồi là mua bảo hiểm cho sản phẩm nè, cho nên là các bạn thấy là nó hay có những cái gói gói bảo hiểm sản phẩm đó. Mua xe ô tô thì có bảo bảo hiểm cho người, bảo hiểm cho xe. Rồi ví dụ như là người ta quan tâm tới cái quá trình bảo dưỡng trong suốt cái vòng đời sử dụng, thì chúng ta có thể bán thêm cho họ những cái dịch vụ bảo hành trọn đời chẳng hạn. Rồi người ta có thể là dùng thử, mua một cái mẫu nhỏ để dùng thử. Hoặc là hiện nay thì một cái phương pháp mà người tiêu dùng rất là quan tâm đó là cái thông tin về truyền miệng, tức là nghe ngóng, là đi xem những cái review nè, rồi là những cái feedback về các cái thông tin về một cái sản phẩm dịch vụ nào đó trước khi họ mua đó. Như vậy thì các bạn cũng phải, chúng ta là người làm kinh doanh, chúng ta phải biết được là khách hàng quan tâm tới những cái chi phí nào, rồi những cái chi phí nào phát sinh trong quá trình mà họ sử dụng thay bỏ sản phẩm, rồi để mà họ khách hàng sẽ phản ứng như thế nào để mà tối thiểu hóa cái chi phí này xuống đó. Thì chúng ta phải nắm được để mà thiết lập các cái chương trình nó phù hợp. Và phản ứng từ doanh nghiệp để mà chúng ta có thể giảm cái chi phí này đó là gì? Tạo ra một cái chính sách định giá giá trị kinh tế dành cho khách hàng. Economic value to customer. Đó, thì cái này á các doanh nghiệp nên làm để mà kiểm soát chi phí, kiểm soát chi phí cho khách hàng. Thì mình phải làm rõ các cái chi phí cho cả quá trình mua sắm và tiêu dùng cho khách hàng, chứ đừng đợi khách hàng làm. Và khi mình làm được cái điều này đó, là một lợi thế cạnh tranh. Có thể là khách hàng không nhìn thấy cái điều này đâu các bạn. Có thể là các bạn mua nhưng các bạn không nghĩ rằng là về nó tốn điện, các bạn mua nhưng các bạn không nghĩ về là hư một cái là không có phụ kiện, không có phụ tùng để thay, và đợi thay thì mất cả tháng trời và chi phí rất là cao khi mà các bạn thay thế cái sản phẩm, thay thế để sửa chữa cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Thì mình phải làm rõ cái chi phí này và tư vấn với khách hàng, rồi là đảm bảo chi phí trong giới hạn kiểm soát, gia tăng lợi ích cho khách hàng khi có điều kiện, giảm thiểu chi phí vận hành, sửa chữa và chờ đợi cho khách hàng. Để mà khách hàng cảm thấy là họ nhận được nhiều cái lợi ích hơn so với cái giá mà họ bỏ ra. Thì chúng ta phải tạo ra các cái nguồn giá trị cho khách hàng. Cái nguồn giá trị này nó đến từ hai cái nhóm. Thứ nhất là giá trị công dụng và giá trị cảm xúc, đúng không ạ? Giá trị công dụng là từ lợi ích của khách hàng, lợi ích mà khách hàng nhận được khi mà sử dụng sản phẩm. Những cái đặc tính này, giá trị cốt lõi này, tức là cái phần cốt lõi các bạn. Cái phần cốt lõi và cái phần sản phẩm thực ấy. Đó. Thì nó đến từ các cái bộ phận cấu thành này, kết cấu này, những cái chức năng mang lại cho khách hàng. Và phần thứ hai mà chúng ta cũng cần quan tâm đó là giá trị về cảm xúc. Tức là dịch vụ này, cái tương tác giữa cái người bán và người mua này. Ví dụ bán hàng trực tiếp, nhân viên thương bán hàng rất là thân thiện nè, tạo ra những cái giá trị hình ảnh hoặc cái danh tiếng. Ở đây là vấn đề về thương hiệu rất là quan trọng ở cái giá trị cảm xúc. Khi mà các bạn mua một cái sản phẩm gì đó có thương hiệu, các bạn tự dưng sẽ cái an tâm hơn, đúng không? Ví dụ các bạn mua một cái tivi, mua cái tivi Sony cảm thấy yên tâm hơn hẳn, đúng không? Rồi ở trong nhà mình đặt một chiếc tivi Sony cũng xịn hơn, là một cái cảm thấy là mình tự hào hơn, mình thấy là nó tốt đẹp hơn, và cảm thấy là một người khách vào nhà mình cũng thấy tự tin hơn khi mà mình sử dụng một cái món hàng có cái thương hiệu. Do đó là cái việc xây dựng thương hiệu rất là quan trọng. Rồi cái tính thẩm mỹ trong thiết kế nữa cũng mang lại cái giá trị cảm xúc. Khi mà các bạn bận một cái bộ quần áo mà nó đẹp, nó phù hợp với người của các bạn thì các bạn sẽ tự tin hơn. Nó là giá trị về mặt cảm xúc. Rồi là giá trị cảm xúc này nó cũng đến từ cái trải nghiệm mua sắm của khách hàng á các bạn. Cái hành trình khách hàng trong cái trải nghiệm mua sắm, ví dụ khi bước vào cửa hàng thì là cửa hàng sạch sẽ nè. Rồi đèn thì độ sáng thì là vừa phải nè, có nhạc êm dịu nè, mùi hương nè, vân vân. Ví dụ như là các bạn đi vô một cái trung tâm thương mại nào đó ở Sài Gòn chẳng hạn, các bạn vô các bạn thấy cái mùi thơm rất là dễ chịu, đúng không ạ? Không gian nè, âm nhạc nè, vân vân, cái độ ấm, cái độ mát ở trong cái tòa nhà hoặc là trong cái showroom trưng bày đó cũng tạo cho khách hàng một cái giá trị cảm xúc riêng.
mà chúng ta phải lưu ý tới cái trải nghiệm của khách hàng khi mua hàng. À, ví dụ về tạo giá trị cho khách hàng nè, chiến lược chuyển giao giá trị ha, thì các chúng ta phải xác định được là cái chiến lược của chúng ta là gì. Ví dụ như là một công ty, người ta đưa ra cái chiến lược của họ là tác nghiệp tuyệt hảo ha, thì chúng ta phải xây dựa trên cái tác nghiệp tuyệt hảo này, chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống hỗ trợ. Ví dụ như quá trình kinh doanh cốt lõi là gì, để mà tác nghiệp được tuyệt hảo đó thì hệ thống phân phối nhạy bén và dịch vụ miễn chê. Cấu trúc tổ chức thì quyền lực tập trung mạnh mẽ và mức độ trao quyền hạn chế, bởi vì đừng có để cho tụi nó làm lung tung, nó phải làm theo quy trình thì tác nghiệp nó mới tuyệt hảo được, đúng không? Hệ thống quản lý thì quy trình thủ tục thực hiện phải làm theo một cái chuẩn tắc nào đó, nó phải có một cái hệ thống mà nó tự động. Và văn hóa doanh nghiệp thì hành động có thể dự đoán được với niềm tin một cho tất cả, đúng không? Phải vì khách hàng, phải vì mọi người ở trong một cái tổ chức thì mới có thể tác nghiệp tuyệt hảo được. Rồi, ví dụ như là sản phẩm đầu bảng này, đó là chiến lược chuyển giao giá trị của mình. Thì cái quá trình kinh doanh cốt lõi của mình phải xác định đó là mình gì, phải tạo ra những cái sản phẩm đặc biệt, đúng không ạ? Những cái sản phẩm mà tốt nhất ở trong cái lĩnh vực đó. Vậy thì phải nuôi dưỡng được những cái ý tưởng sáng tạo, đúng không ạ? Phải có những cái phát minh mới, những cái cải tiến mới một cách hiệu quả nhất cho khách hàng, rồi chuyển giao cái ý tưởng đó thành cái sản phẩm và giới thiệu tới khách hàng với những cái kỹ năng tốt nhất để khách hàng thấy được cái giá trị của sản phẩm đó. Và cấu trúc tổ chức là gì ạ? Hành động đặc biệt đan xen và luôn luôn thay đổi, tức là luôn luôn tìm kiếm những cái mới. Hệ thống quản lý thì gì ạ? À, mình sẽ tập trung vào việc là trao thưởng hoặc là treo những cái giải thưởng cho những cái sáng kiến cải tiến hoặc là những cái đề xuất đưa ra một cái sản phẩm hiệu quả. À, vâng vâng đó. Tương tự như vậy thì đối với cái chiến lược chuyển giao giá trị khách hàng là duy nhất này, tập trung vào khách hàng này, thì chúng ta phải tập trung vào cái quá trình về về dịch vụ, đúng không ạ? Dịch vụ này, rồi chi phí này, vâng vâng thì chúng ta phân tích thử hai cái ví dụ này thôi để các bạn thấy được cái việc tạo giá trị cho khách hàng nó như thế nào ha, để tiết kiệm thời gian qua cái phần khác. À, tiếp tục cái ví dụ khác này, chúng ta có thể sử dụng cái công cụ marketing để tạo giá trị cho khách hàng. Thì về sản phẩm ha, thì chúng ta có thể truyền tải được cái giá trị, cái lợi ích được yêu cầu mà khách hàng có thể là nói ra hoặc là không nói ra. Về dịch vụ thì phải đảm bảo được những cái giá trị cung ứng cho khách hàng một cách đầy đủ nhất. Về quy trình thì chúng ta phải có những cái quy trình và trải nghiệm mua sắm cho khách hàng để mà chúng ta giảm thiểu cho khách hàng những cái chi phí phát sinh, tăng cường về giá trị cảm nhận của khách hàng. Về con người cũng là một yếu tố rất là đang quan trọng, đúng không ạ? Cái này nó theo công cụ marketing 7B ha. Rồi cơ sở vật chất này, rồi truyền thông này, là phân phối này, vân vân. Thì chúng ta cũng phải tạo ra những cái chiến lược như thế nào để mà nó tối ưu hóa nhất và nó hiệu quả nhất cho khách hàng, để tiết kiệm được chi phí cho họ. Rồi, khi mà chúng ta tạo được giá trị cho khách hàng rồi thì chúng ta phải quản lý cái đời sống tiêu dùng của họ, đúng không ạ? Quản trị đời sống tiêu dùng. Thì quản trị đời sống tiêu dùng chúng ta sẽ qua 3 bước. Thứ nhất là tìm kiếm, chọn lọc và thu hút khách hàng mới. Sau khi họ trở thành khách hàng của mình rồi thì mình sẽ duy trì họ, và dựa trên cái sự duy trì đó đi song song với cái việc là phát triển khách hàng. Đầu tiên chúng ta phải thu hút khách hàng mới. À, mà các bạn thấy cái thuật ngữ của nó gọi là customer acquisition, nó tạo ra khách hàng tiềm năng đó. Lúc này họ mới là tiềm năng thôi, họ chưa mua hàng của mình nha. Thì các bạn thấy là khi nào thì cần thu hút khách hàng mới, khi mà chúng ta có một cái sản phẩm mới hoặc phát triển một công việc kinh doanh mới, và thậm chí là gì ạ, thậm chí là tức là chúng ta đang mở ra một cái gì đó kinh doanh, chúng ta luôn luôn cần khách hàng mới. Chúng ta có ba câu hỏi quan trọng trong một cái bản kế hoạch thu hút khách hàng mới, đó là gì ạ? Khách hàng của chúng ta là ai, tức là khách hàng mục tiêu là ai, khách hàng tiềm năng á. À, thứ hai là họ sẽ được tiếp cận như thế nào, và thứ ba là cái gì sẽ được chào bán cho họ, đúng không ạ? À, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái 5W1H để mà chúng ta định dạng với khách hàng của mình. Và chúng ta phải luôn luôn có kế hoạch thu hút cái khách hàng mới, bởi vì là khách hàng luôn luôn mất đi, đúng không ạ? Và
thậm chí là trong cái thời buổi cạnh tranh hiện nay thì là mất liên tục, mất tay đối thủ cạnh tranh liên tục, và để mà gia tăng cái doanh thu, phát triển cái thị phần của mình thì chúng ta phải luôn luôn có cái kế hoạch thu hút khách hàng mới. Và làm thế nào để chúng ta tìm kiếm và thu hút được cái khách hàng mới này? Chúng ta có thể sử dụng quảng cáo qua những cái message, hoặc là sử dụng cái media hay những cái thông điệp. Ví dụ như là quảng cáo thì các bạn sẽ gửi thông điệp các cái đến những cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình thông qua việc là các bạn mua thời gian phát sóng ở trên TV á, hoặc là các bạn đăng ở trên báo, đúng không? Nhưng mà quảng cáo thì thường là nó không đủ để tạo ra kết quả hành vi, tức là nó không có tạo ra được cái việc là ngay lập tức họ tới họ mua, mà chỉ là một cái thông điệp và tác động từ từ để xây dựng thương hiệu, để hướng khách hàng tới gần mình thôi. Họ chứ nó không đủ tạo ra kết quả hành vi như là đi mua ăn thử liền, là nó khó lắm. Tuy nhiên cái quảng cáo này đó có thể khiến cho những cái người nghe họ có ý định mua dựa trên những gì họ đã tìm hiểu hoặc là đã tiếp nhận trên cái thông tin thông điệp mà mình đưa ra, từ đó họ tạo cái cảm nhận về khách hàng, về cái sản phẩm được quảng cáo, và chúng ta sẽ từ từ có được khách hàng từ cái nguồn này. Thì các cái mục tiêu quảng cáo nhận thức sẽ được ưu tiên để mà chúng ta tìm kiếm thu hút khách hàng mới. Ví dụ như là cái mục tiêu chúng ta có thể thiết kế cái thông điệp đó là nâng cao nhận thức, hoặc là phát triển cái sự hiểu biết, hoặc là tạo ra cái kiến thức cho khách hàng mới về một loại sản phẩm dịch vụ nào đó. Ví dụ như quảng cáo sữa Anlin chẳng hạn, thì là tạo cho một cái sự hiểu biết là phụ nữ trong cái độ tuổi là từ bao nhiêu tuổi đó thì rất là dễ bị thiếu hụt canxi, và nếu như không có bổ sung canxi thì bị gì đó, và sữa uống Anlin thì có thể bù đắp được những cái đó rất là nhiều chẳng hạn. Thì ví dụ đó là cái thông điệp để hướng khách hàng tới. Cái thứ hai là xúc tiến bán hàng, sale promotion. Thì các bạn hiểu là chúng ta có thể sử dụng những cái sampling, tức là những cái free trial, những cái mẫu thử ha, để dụ dỗ khách hàng, cho khách hàng ăn thử, dùng thử nè, hoặc là các bạn tải một số những cái app hoặc là những cái gì ở trên mạng về, xong cho các bạn free trial, tức là sử dụng cái bản dùng thử cho các bạn trải nghiệm đó, các bạn thấy rồi là tuyệt vời, xong rồi tự dưng khách hàng không được sử dụng nữa, quen tay rồi, mình rất là hay quen đúng không, tiện là quen rồi, giờ hết tiện đó là cảm thấy khó chịu đó, mình phải mua tiếp. Giảm giá nè, đúng không, chiết khấu nè, rồi làm phiếu giảm giá nè, hoàn trả hoặc là hàng tiền, tức là rebate hoặc là cashback á, là các bạn sẽ được hoàn trả tiền lại nè, đúng không? Bonus pack là khuyến mãi, tức là các bạn mua ví dụ như là giá là vẫn 10.000 nhưng mà trong cái gói nó tăng lên 50% hoặc 30% gì đó, khối lượng tăng thêm đó. Cái bang này mà cái bang pack là cái phương thức mà chúng ta khuyến mãi theo gói, tức là khi mà các bạn ví dụ dầu gội đầu á, các bạn mua một gói thì 1.000 nhưng mà mua 10 gói á, thì là các bạn được 12 gói nhưng mà nó cũng 10.000 thôi. Vâng vâng đó, thì các bạn thấy là chúng ta có thể hiểu nó là bất cứ những cái khuyến khích tạm thời nào đó mà gây ra hành vi nhằm vào khách hàng tiềm năng, dẫn họ tới cái việc mua ngay đó, marketing đẩy đó. Cái thứ ba là chúng ta có thể tìm kiếm thu hút khách hàng từ cái push, tức là từ cái warm á, cái word of mouth á, từ cái truyền miệng á, thì chúng ta có thể word of mouth bằng cách xác định hoặc tài trợ cho những người đưa ra những cái quan điểm của mình và có một cái sức ảnh hưởng nào đó. Ví dụ như là trên Facebook, trên mạng xã hội, các bạn thấy người ta hãy sử dụng cái hình thức đó là gì các bạn, micro influencer, tức là những cái người ảnh hưởng ở quy mô nhỏ thôi. Tại vì khi mà các bạn thuê một người quảng cáo mà lớn quá, các bạn phải trả tiền rất là nhiều, và thậm chí là nó không ở trong phân khúc khách hàng mục tiêu của các bạn. Nhưng mà các bạn thấy hiện nay người ta sử dụng mạng xã hội rất là nhiều ha, và các bạn sẽ quan tâm tới một cái đối tượng nào đó, một cái hot boy, một cái hot girl, hoặc cái hot blogger, hoặc một cái hot tiktoker nào đó, thì chúng ta sẽ gì ạ, tài trợ cho những cái người đưa ra những cái quan điểm này, ví dụ như là cho họ dùng sản phẩm của mình miễn phí, xong họ dùng xong họ review trên TikTok hoặc là trên blog của họ hoặc là trên những cái page cá nhân của họ chẳng hạn, để mà tạo ra cái sức ảnh hưởng lôi kéo những cái người khác vào, để họ giới thiệu hoặc để một cái đường link mua hàng
để mà mình có được cái khách hàng mới thông qua cái nguồn này. Tương tự như vậy là social media đúng không ạ? Thì rất là nhiều các cái nền tảng truyền thông xã hội nhắm tới người tiêu dùng cá nhân và chúng ta có thể tiếp cận ở mức độ cá nhân, quan trọng là như vậy đúng không ạ? Bởi vì là ví dụ như là xài Facebook hoặc là Twitter hoặc là YouTube vân vân thì nó mang cái tính cá nhân hơn, mà nếu như những cái doanh nghiệp nhỏ nào mà muốn customize tới những cái đối tượng khách hàng này thì chúng ta nên sử dụng cái social media này để tạo ra một cái trang hoặc là một kênh mà khách hàng tiềm năng có thể truy cập vào và tương tác trực tiếp ở đó, và mình có thể tương tác qua lại với từng khách hàng và dẫn tới cái việc là mua thử sản phẩm. Merchandising thì đây là một cái phương pháp mà chúng ta gây ra hành vi hoặc là kích thích mà khách hàng với cái hình thức bán hàng cá nhân diễn ra tại cửa hàng lẻ hoặc là những cái điểm bán hàng khác. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng sơ đồ cửa hàng bán lẻ này, trưng bày vật phẩm là đồ bán hàng này, rồi là để sản phẩm ở những cái khu vực tìm kiếm thuận lợi, tức là tăng cái trải nghiệm mua hàng của khách hàng lên. Ví dụ bây giờ các bạn đi đi mua gia vị thì các bạn sẽ thấy một cái khu vực là toàn là gia vị thôi, nước mắm, dầu ăn, muối, rồi là các loại nước sốt vân vân, nó ở một chỗ như vậy nó sẽ dễ dàng tìm kiếm cho các bạn chẳng hạn. Rồi là trưng bày gây cái sự chú ý, hoặc là hệ thống camera theo dõi và gửi tin nhắn cho khách hàng khi họ đang đi mua sắm luôn. Thì ở đây là cũng kết hợp giữa cái công nghệ đúng không, AI, tức là nhận diện gương mặt thông minh, tức là khi mà một khi các bạn đã đến cửa hàng các bạn mua hàng một lần rồi, hoặc là các bạn có cái thông tin về cái phiếu khách hàng của các bạn ở tại một cái cửa hàng hoặc hệ thống siêu thị nào đó rồi đúng không ạ, thì người ta sẽ nhập cái thông tin và đưa hình ảnh các bạn đó lên trên cái cơ sở dữ liệu, và họ có một cái phần AI thông minh nhận diện gương mặt, tức là khi mà các bạn bước vào trong cái cửa hàng á, khi các bạn vừa bước vào trong siêu thị thì cái hệ thống camera nó nhận diện gương mặt của các bạn và sẽ có một cái tin nhắn gửi tới trong một cái app hoặc là trên tin nhắn của điện thoại các bạn là chào mừng quý khách đến với hệ thống siêu thị gì đó. Đúng rồi. Xong rồi ví dụ như là khi mà các bạn đi tới một cái khu vực nào đó thì nó truy vết các bạn ở trong khi mà các bạn đang đi mua sắm, mà nó gửi một cái tin nhắn tới cho các bạn. Ví dụ như là các bạn đang đứng ở một cái, tại vì cái siêu thị ở nước ngoài nó bận lắm các bạn ơi. Các bạn đi siêu thị ở mình thì các bạn thấy dễ dàng tìm kiếm, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng mà các bạn đi siêu thị ở nước ngoài mà nó một mặt hàng, tức là một cái sản phẩm dầu gội nó lên tới hàng ngàn cái, hàng trăm cái thương hiệu khác nhau, rồi là các bạn có thể có những cái siêu thị mà các bạn đi thậm chí đi vài ngày nó không hết được, rộng vô cùng tận luôn. Thì ví dụ như là các bạn có thể là search tìm xem thử là cái sản phẩm các bạn định mua nó ở đâu, nếu như các bạn không rành đúng không, tại rộng lắm thì nó sẽ có cái chỉ dẫn cho các bạn, hoặc là các bạn đang tìm kiếm ở một cái khu vực nào đó thì nó sẽ nhận dạng các bạn ở khu vực nào đó và nó gửi tin nhắn cho các bạn là những cái sản phẩm nào ở trong khu vực đó đang có khuyến mãi hoặc là phù hợp với các bạn chẳng hạn. Thì tiếp cận ở cái phương thức đó nó gọi là merchandising ha, không biết dịch ra tiếng Việt nó gọi là cái gì nữa, nhưng mà cái hình thức nó là như vậy. Thì chúng ta thực hiện tại các cửa hàng bán lẻ luôn á ha, tại các cửa hàng, tại các cái điểm bán hàng một cách trực tiếp. Sau khi chúng ta thu hút được khách hàng rồi thì chúng ta sẽ đánh giá tiềm năng. Đó, thì tổng lợi ích ròng nó tính cái CLV hồi nãy đó các bạn. Tính cái CLV hồi nãy đó để mà chúng ta phân biệt khách hàng. Và ở đây cô giới thiệu cho các bạn cái mô hình đánh giá tiềm năng khách hàng của trên Homey ha. Thì cái mô hình conversion của trên Homey thì cái nền tảng đó là cái giá trị của khách hàng mang lại cho một doanh nghiệp thì phụ thuộc rất là lớn vào cái việc họ có chuyển đổi nhà cung cấp hay là không, tức là họ có trung thành với mình hay không. Và cái nội dung của cái mô hình này đó thì nó dựa vào cái mức độ cam kết để chia khách hàng thành bốn nhóm, đó là khách hàng cố thủ, khách hàng tính toán, khách hàng nông cạn và khách hàng thay đổi. Đó là nhóm khách hàng mà đã là khách hàng của mình. Còn nhóm khách hàng chưa là khách hàng của mình á, thì cũng được chia làm bốn nhóm. Đó là những người sẵn sàng mua, những người nước đôi, tức là những người phân vân á, ha, và những người chưa sẵn sàng và những người hoàn toàn không sẵn sàng. Đó. Và căn cứ vào bốn nhóm khách hàng được chia ở ở các cái mức độ cam kết này đó, thì là
cái nhóm khách hàng không cam kết thì rất dễ chuyển sang mua sản phẩm ở nhà cung cấp khác. Và cái sự cam kết của khách hàng về cơ bản nó có, bởi vì phụ thuộc vào cái mức độ hài lòng của họ với cái phương án lựa chọn, tức là họ tự hài lòng với cái phương án của mình, rồi dựa vào cái sự hấp dẫn của các phương án khác và mức độ tham gia của họ vào phương án lựa chọn. Còn cái mức độ cam kết thì sẽ chỉ dẫn cho cái chiến lược thu hút khách hàng mới. Thế thì cụ thể cái mô hình này nó như thế nào? Đây, đối với cái khách hàng mà họ đã là khách hàng của mình rồi đó thì sẽ chia ra bốn nhóm: nhóm cam kết và nhóm không cam kết. Thì nhóm cam kết sẽ gồm có nhóm khách hàng cố thủ, tức là họ không muốn thay đổi nhà cung cấp tí nào cả, và khách hàng tính toán, tức là bây giờ họ chưa thay đổi nhưng trong ngắn hạn họ có thể thay đổi. Thì còn đối với nhóm khách hàng mà không cam kết thì sẽ là nhóm nông cạn và nhóm khách hàng thay đổi. Thì cái nhóm khách hàng nông cạn đó, cái đặc điểm của họ đó là họ cam kết, cái mức độ cam kết của họ thấp hơn mức trung bình, và có một số đã có ý định chuyển đổi nhà cung ứng rồi, tức là họ bỏ mình họ đi rồi đó, hoặc là họ họ đang nước đôi với họ là lấy họ vẫn mua của mình nhưng mà giảm số lượng đi để mua chỗ khác. Còn khách hàng thay đổi á, thì họ sẽ chuyển sang nhà cung cấp khác rồi. Thì ở đây chúng ta cần phải đánh giá cái mức độ hài lòng với phương án đã chọn của khách hàng nè. Ở trong cái mối quan hệ với nhà cung cấp hiện tại đó thì là khách hàng quan tâm đến cái vấn đề gì và cái mức độ phục vụ và đáp ứng cái vấn đề này đã tới đâu rồi. Rồi có cái phương án nào khác mà khách hàng quan tâm hay là không? Đúng không? Rồi là cái phương án mà khách hàng quan tâm khác mà muốn thay đổi đó đó, nó có cái điểm gì khác biệt so với cái phương án đã chọn, tức là họ đổi qua nhà cung ứng khác thì cái nhà cung ứng đó có cái điều gì khác biệt so với cái sản phẩm dịch vụ mà mình đang cung ứng, hoặc là chính sách mình đang cung ứng cho khách hàng hay là không. Đối với những cái người mà chưa là khách hàng của mình đó thì chúng ta cũng chia làm hai phần, đúng không ạ? Đó là nhóm khách hàng tiềm năng, đó là những người sẵn sàng hoặc là những người nước đôi. Đó là những người sẵn sàng là họ đã quan tâm, thậm chí là họ đã lựa chọn mình rồi. Còn những người nước đôi á thì họ đang phân vân bị hấp dẫn bởi nhiều phương án khác nhau lẫn cái phương án mà mình đang chào bán cho họ. Còn nhóm không tiềm năng thì đó là nhóm chưa sẵn sàng, tức là họ không thấy được cái giá trị gì khi mà thiết lập mối quan hệ cả, và hoàn toàn không sẵn sàng, tức là họ không muốn bỏ cái nhà cung ứng cũ để đi qua với mình, hoặc là họ không muốn tham gia vào mối quan hệ với mình. Thì đối với gợi ý của Homemade trong cái mô hình này đó, thì nếu như mà nhóm tiềm năng mà nhiều hơn nhóm khách hàng không 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 cam kết thì chúng ta cần đặt trọng tâm vào việc thu hút khách hàng mới. Và chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái mối quan hệ với nhóm khách hàng cam kết, đảm bảo với họ về việc là họ đã ra quyết định đúng đắn rồi. Khuyến khích họ tiếp tục trải nghiệm với phương án đã chọn để khuyến khích họ trung thành hơn với mình hoặc là lựa chọn mua sản phẩm. Còn những cái nhóm mà không cam kết, hoặc là tức là cái nhóm mà thiếu cái sự cam kết đó, thì chúng ta phải tìm ra cái lý do thiếu cam kết của khách hàng và giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta có thể làm bằng cách tăng cường cái sự tham gia của khách hàng vào trong quá trình mua bán để mà chúng ta tìm hiểu cái lý do, đảm bảo cái sự hài lòng ở mỗi khâu cung ứng, ở mỗi giai đoạn tương tác, làm nổi bật cái giá trị của sản phẩm dịch vụ lên, đúng không? Để mà chúng ta chuyển đổi, là cái bước chuyển đổi cũng như là giữ lại những khách hàng đó. Đó là cái vấn đề chúng ta quản lý cái chu kỳ đời sống tiêu dùng theo cái mô hình của Homemade. Và ở trong tất cả các cái mô hình quản lý đời sống tiêu dùng thì cái việc giữ chân khách hàng hiện có là một yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta giữ chân được một cái khách hàng hiện có thì chi phí bán hàng của chúng ta sẽ rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì là cái thu hút khách hàng nó lớn hơn rất nhiều lần so với chi phí giữ chân khách hàng, và chúng ta phải cố gắng
đạt được cái mục tiêu đó là duy trì mối quan hệ với những khách hàng có giá trị cao và giảm thiểu được cái tỷ lệ khách hàng chuyển đổi hoặc là không cam kết. Chúng ta giảm cái tỷ lệ khách hàng nó xuống, chuyển họ lên trên cái nhóm khách hàng cam kết và tập trung vào những cái đối tượng có cái giá trị cao, có cái CLV cao. Và chúng ta cũng cần phải trả lời là gì? Có phải là phải giữ chân tất cả các khách hàng không? Đâu phải là giữ chân tất cả, nhưng chúng ta phải cần giữ chân khách hàng nào? Mục tiêu của việc giữ chân khách hàng là gì? Chiến lược nào cần được áp dụng để mà giữ chân họ? Cũng như là phải đo lường được cái hiệu quả giữ chân khách hàng. Tức là chúng ta có lợi ích gì trong cái việc giữ chân cái nhóm khách hàng đó hay không? Thì những cái khách hàng mà chúng ta cần phải giữ chân đó là những khách hàng có giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp. Ví dụ như khách hàng mua khối lượng lớn nè, khách hàng có cái CLV tiêu dùng lớn nè, khách hàng mà chi phí bỏ ra để lưu giữ họ không cao, đúng không ạ? Những cái khách hàng mà không những mà chúng ta thích mà đối thủ cạnh tranh cũng thích nữa, thì đó là những khách hàng mà có gọi là quan trọng. Rồi những khách hàng nông cạn, đúng không? Những khách hàng mà dễ bị dụ á, thì chúng ta cũng phải giữ chân họ lại. Rồi cái việc mà chúng ta phải đo lường, đúng không? Hồi nãy chúng ta nói là đo lường cái hiệu quả của việc giữ chân khách hàng này. Thì chúng ta lưu ý là việc giữ chân khách hàng không nên được tính theo chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp và phải tính theo chu kỳ mua hàng của khách hàng. Tức là chúng ta đang trọng tâm vào khách hàng mà. Cho nên để tính cho nó đúng được thì chúng ta phải tính là cái chu kỳ mua hàng của khách hàng. Và những cái chỉ số mà chúng ta có thể đo lường được cái hiệu quả giữ chân á. Ví dụ như là raw customer retention rate thì đó là cái tỷ lệ số lượng khách hàng mua hàng trong kỳ này. Trên cái số lượng khách hàng mua lại trong chu kỳ mua hàng tiếp theo, hay còn gọi là cái active customer, tức là những khách hàng trung thành á. Còn cái sales adjusted retention rate thì đó là cái tỷ lệ doanh số từ khách hàng được giữ chân trên cái doanh số từ khách hàng active. Rồi cái chỉ số cuối cùng là cái profit, thì đó là lợi nhuận ha. Thì chúng ta sẽ tính đó là cái tỷ lệ lợi nhuận từ khách hàng được giữ chân trên cái lợi nhuận từ các cái active customer, để chúng ta xem thử là chúng ta giữ chân cái nhóm khách hàng nó đã đúng hay chưa, rồi là cái phương pháp giữ chân của mình có hiệu quả hay không. Tức là giữ chân họ song song với những cái nội dung là chúng ta phải phải khai thác được cái giá trị từ họ nữa, tập trung vào lợi nhuận có được nè, rồi là mục đích cơ bản của những cái nỗ lực quản trị quan hệ khách hàng là giúp doanh nghiệp duy trì mối quan hệ với khách hàng mang tính chiến lược. Thì mà chúng ta quan tâm tới những khách hàng tích cực, còn những khách hàng mà không tích cực á, thì có thể là chúng ta sẽ loại bỏ bớt ra, bởi vì là những khách hàng họ sẽ phục vụ họ sẽ mất rất là nhiều chi phí ha, rồi thậm chí là họ thường xuyên chuyển đổi nhà cung cấp vì một cái giao dịch nhất thời nào đó có lợi hơn. Hoặc là những khách hàng mà không giữ cái vai trò quan trọng chiến lược thì chúng ta cũng cũng không có cần phải đưa họ vào trong cái danh sách mà giữ chân. Rồi là tính tới cái hiệu quả kinh tế của việc giữ chân khách hàng bằng cách là gia tăng cái lượng bán theo thời gian này. Rồi là khi mà chúng ta giữ họ như vậy đó thì phải lưu ý tới cái việc chi phí bỏ ra để thu hút và giữ chân khách hàng nó cũng phải giảm dần nữa. Rồi phải tận dụng được cái sự giới thiệu truyền miệng của khách hàng với những khách hàng khác. Rồi là mình cố gắng áp dụng cái giá đặc biệt, tức là cái premium price, tức là khách hàng nào mà chúng ta cung ứng ở cái dịch vụ cao hơn thì chúng ta phải có những cái sự khác biệt để yêu cầu họ trả một mức giá cao hơn khi mà họ hài lòng với cái chiến lược của mình. Đó là chúng ta sẽ có cái nhóm khách hàng tích cực và nhóm khách hàng tiêu cực. Như vậy thì chúng ta có nhóm
nhóm khách hàng tích cực đúng không ạ, và nhóm khách hàng tiêu cực dành cho những cái khách hàng mà họ muốn rời bỏ chúng ta đi, thì chúng ta sẽ tạo ra những cái phần thưởng cho những cái nhóm khách hàng tích cực, tức là họ mong muốn tiếp tục cái mối quan hệ với mình, ví dụ như là đem đến cho họ những cái sự hài lòng khác ngoài cái sự mong đợi của họ trong việc cung cấp dịch vụ sản phẩm. Thì tùy theo mỗi cái ngành nghề kinh doanh mình có thể là ví dụ như là tặng cho họ một món quà gì đó, hoặc là giảm giá đột xuất, hoặc là free ship, hoặc là hỗ trợ về nhân sự gì gì đó đúng không ạ, rồi là cung ứng các lợi ích gia tăng cho họ nè, rồi là tặng hoặc là tặng thưởng những cái giá trị về mặt xã hội, ví dụ như là những cái thẻ, những cái câu lạc bộ hoặc là hội nghị biểu dương, hội nghị khách hàng thân thiết, rồi là thậm chí có những công ty là họ tặng cái cổ phần của công ty cho những khách hàng tích cực này luôn, để cho tăng cái sự cam kết và hợp tác lâu dài. Tức là tuy là tặng một số lượng cổ phần, tức là cổ phiếu công ty nhỏ thôi, nhưng mà khách hàng tự dưng cảm thấy mình là một phần của công ty, bây giờ mình không thể bỏ nó được, mình phải có nhiệm vụ là vun đắp cho nó ngày ngày phát triển lên đó. Rồi là có thể là giảm giá những lần mua tiếp theo vân vân. Rồi những cái chiến lược để mà các bạn phạt bỏ những khách hàng mà rời bỏ chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng những cái chiến lược để chấm dứt mối quan hệ với họ. Ví dụ như là các bạn có thể là tăng giá, các bạn có thể là phá gói sản phẩm, ví dụ như là đóng gói lại, hoặc là thay đổi về giá, hoặc là thay đổi cái brochure chào bán chẳng hạn, hoặc là các bạn thiết kế là sản phẩm này, tạo sự khan hiếm này, giam hàng lại, rồi thay đổi người giao dịch, rồi thậm chí là giới thiệu một cái phương án thay thế nào đó. Đúng không ạ? Nếu như mà các bạn muốn làm cái gì ạ? Muốn muốn chấm dứt mối quan hệ đối với những khách hàng này thì chúng ta có thể sử dụng những cái cách đó. Còn những khách hàng mà các bạn là gì ạ? Muốn phạt họ khi mà họ muốn rời khỏi mối quan hệ đó, thì chúng ta có thể là gia tăng cái rào cản rút lui. Ví dụ như là các bạn thấy đơn giản trong các cái hợp đồng á, thì sẽ có cái chi phí là chi phí gọi là chấm dứt hàng hợp đồng đơn phương á. Tức là một khi mà người ta rời bỏ đi đó sẽ phải đền bù hợp đồng, hoặc là đơn giản như các bạn đi thuê nhà, ai ở trọ thuê nhà cọc 1 tháng đúng không, mà đến hồi các bạn bỏ đi mà không báo trước, khi mà báo trước 3 tháng 6 tháng gì đó thì mất tiền cọc đó, ví dụ như vậy. Đó là cái rào cản về rút lui, rồi là phiền nhiễu khi mua lại nè, hoặc là các bạn thiết lập những hợp đồng ràng buộc để mà họ khó rút lui khỏi cái mối quan hệ này, thì đó cũng là một số cách mà chúng ta sử dụng trong cái việc là sử dụng các cái chiến lược để mà quản lý hai cái nhóm khách hàng của mình. Để mà chúng ta kết thúc cái phần quản lý đời sống tiêu dùng này, thì chúng ta trả lời một câu hỏi là làm thế nào để phát triển khách hàng, tức là mình làm sao để mà mình nãy giờ là mình tìm kiếm họ, rồi mình duy trì, rồi mình đưa ra chiến lược, rồi thì mình khai thác họ như thế nào đó. Tức là chúng ta phải là làm sao để gia tăng giá trị lợi ích từ những khách hàng đã được giữ chân. Thì chúng ta có thể là bán upsell, tức là chúng ta bán lên, tức là bán những cái sản phẩm và những cái dịch vụ có giá cao hơn, hoặc là ký những cái hợp đồng cao hơn cho những khách hàng hiện tại. Tức là bây giờ các bạn lấy hàng vô, các bạn mua hàng với cửa hàng nào đó, lấy hàng của chúng ta, đầu tiên họ lấy 5 thùng đúng không ạ? Upsell thì các bạn lấy 10 thùng, hoặc là đang sử dụng là cái mẫu nhỏ, thì các bạn có thể là tư vấn cho họ sử dụng cái sản phẩm là từ cái hộp nhỏ lên cái hộp to, đó là upsell. Cross sell thì sao ạ? Bán chéo là bán những cái sản phẩm và dịch vụ bổ sung cho nhau cho khách hàng hiện tại. Ví dụ như đầu tiên là các bạn mua cái sản phẩm là cái gì nhá, các bạn mua dầu xả đi, các bạn mua dầu gội đi, sau đó mua dầu xả xong mua dầu gội đầu, xong mua tất cả tần tật các cái thứ liên quan với nhau như vậy đúng không ạ? Không phải là mua một cái bình dầu gội to hơn, mà mua những cái thứ mà cũng một công ty cung cấp, nhưng mà nó là bán chéo hoặc bổ sung cho nhau cho các khách hàng hiện tại. Rồi chúng ta có thể giảm chi phí phục vụ xuống. Chúng ta đầu tư ở giai đoạn đầu rồi, ví dụ như là các cái bảng hiệu trưng bày hoặc những chính sách ban đầu chúng ta đầu tư khi mà chúng ta có khách hàng mới, rồi sau đó chúng ta có thể giảm được cái chi phí này xuống. Rồi là phát triển khách hàng trên cái cơ sở công nghệ quản trị quan hệ khách hàng. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng nè, rồi là chúng ta cũng có thể khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng để mà
tăng được cái sự hài lòng của khách hàng bằng cách là khách hàng cảm thấy được quan tâm nhiều hơn thông qua chúng ta sử dụng những cơ sở dữ liệu đó. Chúng ta còn một cái phần nữa trong CRM này ha, thì chắc là để buổi hôm sau, tức là chúng ta còn một cái phần xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng. Trong đó thì cô cũng có đề cập với các bạn thêm cái phần xây dựng hệ thống, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng để mà chúng ta hiểu được khách hàng á. Ví dụ như là khách hàng mà còn giao dịch thì chúng ta cần cái gì, rồi là khách hàng quá khứ hoặc là khách hàng tiềm năng thì chúng ta tìm kiếm những cái thông tin gì đó. Thì có thể là ngày buổi hôm sau chúng ta sẽ trao đổi với nhau tí xíu nữa. Rồi cô sẽ cung cấp cho các bạn một số những thuật ngữ người ta hay sử dụng trong các cái phần mềm CRM thôi. Còn về cụ thể cái phần mềm CRM như thế nào thì chúng ta không có một cái demo để mà thực hành được ha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần lý thuyết tại đây. Cô cũng đã tạo cho các bạn một cái buổi điểm danh ở trên LMS rồi.